Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 này có phim gì hay? Bạn là fan của ma cà rồng không tuổi Avolavi? Hay chị đại si A? Bạn yêu thích chất giọng cá tính của Ashley? Giọng hát đầy nội lực của nàng ca sĩ Hồng Kông Đặng Tử Kỳ. Hay chàng DJ tài năng Steve Aoki. Hay bạn đã chết mê chết mệt điệu cười có 102 của Demi Lovato trong Camp Rock 10 năm trước. Vậy thì bạn nhất định phải đi xem Trang Minh Hoàng Tử Hào Hoa. Bộ phim là ngoại truyện hài hước lấy cảm hứng từ những câu chuyện cổ tích quen thuộc. Hàng loạt tình huống dở khóc dở cười xảy đến khi hoàng tử Trang Minh trở thành nam thần của tất cả các cô gái trong vương quốc, bao gồm cả Bạch Tuyết, Lọ Lem và công chúa ngủ trong rừng. Phim công chiếu từ 20 tháng 4 đến 4 tháng 5 trên toàn quốc. Phối hợp truyền thông bởi Đặng Tử Kỳ Việt Nam, VR Việt Nam, Avril Lavigne Việt Nam và Demi Lovato Việt Nam.